Thế nên, này thiện hiện, bát nhã ba la mật đa sâu xa xuất hiện ở đời, vì việc lớn là đúng sự thật. Thiện hiện nên biết, bát nhã ba la mật đa sâu xa không vì tiếp nhận sự chấp trước sắc mà xuất hiện ở đời, không vì tiếp nhận sự chấp trước thọ tưởng hành thức mà xuất hiện ở đời, không vì tiếp nhận sự chấp trước quả dự lưu mà xuất hiện ở đời, không vì tiếp nhận sự chấp trước quả nhất lai bất hoàn A-la-hán mà xuất hiện ở đời, không vì tiếp nhận sự chấp trước độc giác bồ đề mà xuất hiện ở đời, không vì tiếp nhận sự chấp trước trí nhất thiết trí mà xuất hiện ở đời. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, vì sao bát nhã ba la mật đa sâu xa này cũng không vì tiếp nhận chấp trước trí nhất thiết trí mà xuất hiện ở đời? Phật dạy, này thiện hiện, ý ông thế nào? Ông thấy có quả A-la-hán có thể tiếp nhận chấp trước không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không, con không thấy có quả A-la-hán có thể ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa tiếp nhận sự chấp trước. Phật dạy, này thiện hiện, hay thay, ta cũng không thấy có pháp Như Lai có thể ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa tiếp nhận sự chấp trước. Thế nên, này thiện hiện, bát nhã ba la mật đa sâu xa không vì tiếp nhận sự chấp trước trí nhất thiết trí mà xuất hiện ở đời. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không vì tiếp nhận chấp trước trí nhất thiết trí mà xuất hiện ở đời, thì các chúng Bồ Tát mới học Đại Thừa nghe nói như vậy, liền sanh tâm hoảng sợ, không thể tin nhận. Nếu từng ở nơi vô lượng quá khứ Phật có đầy đủ nhân duyên phát nguyện rộng lớn, luôn luôn tích tập căn lành tốt đẹp nhất, các chúng Bồ Tát nghe nói như vậy mới có thể tin thọ được. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Do nhân duyên này, không nên vội thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa cho các Bồ Tát mới học Đại Thừa. Khi ấy, các thiên tử cõi dục và cõi sắc đều bạch Phật. Bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa này thật là sâu xa, khó thấy, khó biết, vô cùng, khó tin hiểu. Những hữu tình nào đã từng ở nơi vô lượng quá khứ Phật, phát nguyện rộng lớn, trồng nhiều căn lành và phục vụ nhiều bạn lành, thì mới tin hiểu được bát nhã ba la mật đa sâu xa. Nếu như các loài hữu tình nơi tam thiên đại thiên thế giới, tất cả đều thành tựu tùy tín hành, trải qua một kiếp, hoặc hơn một kiếp, những loài hữu tình đó tu tự, địa hạnh chẳng bằng có người đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa này vui thích nghiền ngẫm suy tư so sánh quan sát trong một ngày, thì công đức đạt được nhiều hơn công đức kia vô lượng. Phật dạy các thiên tử, đúng vậy, đúng vậy, như các ông đã nói. Thiên tử nên biết, nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân được nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa, thì mau chóng đắc niết bàn vượt hơn tùy tiến hành đã nói trước đây, trải qua một kiếp hoặc hơn một kiếp, tu tự địa hạnh, huống là vui thích nghiền ngẫm vân vân. Các thiên tử nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phấn chấn, đảnh lễ Đức Thế Tôn, nhiễu quanh bên phải ba vòng rồi từ tạ trở về cung. Họ ra khỏi hội chúng chẳng bao xa, bỗng nhiên biến mất. Tùy thuộc cõi nào họ trở về cung cõi ấy, khuyến khích chư thiên tu hạnh thù thắng. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát nào nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa có thể sanh tin hiểu, không bị chìm đắm, không bị mê muội, không nghi hoặc, không chấp thủ, hoan hỷ lắng nghe, cung kính cúng dường, vị ấy từ đâu sanh đến chỗ này? Phật dạy, này thiện hiện, nếu các đại Bồ Tát nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa có thể sanh tin hiểu, không bị chìm đắm, không bị mê muội, không nghi hoặc, không chấp thủ, hoan hỷ lắng nghe, cung kính cúng dường, ưa gặp ưa nghe, thọ trì đọc tụng, thường không xa lìa bát nhã ba la mật đa sâu xa, và có những ý tưởng tốt đẹp tương ưng với người đó, yêu mến đi theo người thuyết pháp như bỏ con theo mẹ, chưa tạm xa lìa, cho đến dù chưa được tất cả nghĩa lý bát nhã ba la mật đa sâu xa thông suốt rốt ráo, có thể giảng nói cho người, thì vẫn không bao giờ xa lìa bát nhã ba la mật đa sâu xa và thầy thuyết pháp dầu chỉ trong giây phút. Đại Bồ Tát này từ trong cõi người sanh đến đây, nhờ vào nhân tốt đẹp đời trước nên thành tựu sự kiện hôm nay. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, có phải các đại Bồ Tát thành tựu công đức như vậy là nhờ vào thừa sự cúng dường chư Phật ở phương khác rồi từ đó sanh ra đến đây chăng? Phật dạy, này thiện hiện, có đại Bồ Tát thừa sự cúng dường chư Phật ở phương khác rồi từ đó sanh ra đến đây thành tựu công đức tốt đẹp như vậy. Vì sao?
Vì Đại Bồ Tát này trước đây đã ở nơi vô lượng Đức Phật phương khác nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa sanh lòng tin hiểu. Cung kính cúng dường, biên chép thọ trì, thỉnh hỏi nghĩa lý sâu xa trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, tư duy tu tập giảng dạy cho người khác. Từ nơi đó họ sanh đến đây nhờ căn lành đã có nên thành tựu được việc này. Này thiện hiện, có Đại Bồ Tát là chư thiên từ trời đổ sử đa, sanh trong loài người họ cũng được thành tựu công đức như vậy. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này đời trước đã ở trời đổ sử đa, nơi Đại Bồ Tát tử thị, nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa sanh lòng tin hiểu, cung kính cúng dường, thỉnh hỏi nghĩa lý sâu xa trong kinh ấy. Tư duy tu tập rộng vì người nói, vị ấy từ cõi đó sanh đến đây, nhờ căn lành đời trước nên thành tựu được việc này. Này thiện hiện, các thiện nam tử, vân vân, trụ Bồ Tát thừa, tuy đời trước đã được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa nhưng không thỉnh hỏi nghĩa lý sâu xa. Đời này sanh trong loài người nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, tâm không mê mờ, nghi ngờ, thối lui, hoặc có lúc sanh ra những sự hiểu biết khác khó có thể khai ngộ. Vì sao? Vì không hiểu nghĩa nên tâm mê mờ, nghi ngờ, thối lui. Này thiện hiện, các thiện nam tử, vân vân, trụ Bồ Tát thừa, tuy đời trước đã được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng từng thỉnh hỏi nghĩa lý sâu xa, hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, nhưng không nghe lời,